mặt nhận thuốc mà nó người mà nó người mình nó thở lũng mũi với miệng bị nấm cái đầu, nhận cái nước mình tắm rửa sạch sẽ mới lên quán, mình phun cái liệm vô cái hàng là nó mới đem vô cái trang cho ở trong những cái tiền trong mà số 2 này, mới 7 ngày mà ta kêu mới lấy 7 cốt ngày rồi. Ta thưa cái bà này, bà nghèo, bà muốn người lúc đó đó là cho đội ăn bà tới 30 triệu 50 triệu lần, nhưng mà nó hôi lấy là không à, lấy bà đi qua thằng kia rồi lên của lấy của thì có một mình kia theo bà kia. Lúc đó là cái đó là cái đổ bê tông gì chứ mình không có đâu, mà đất lén ra đó, nghèo quá mình trong lén đất ta mà dùng đất ta nữa, mà thằng bò mấy cái bò mà sáng mà đất người ta mà đất người ta nữa mà chôn lập đó, đất người ta đấy, đất người ta rồi chôn lén thì có đâu có tiền mua hàng mua thương gì đâu, có tiền che. Cái này là cách cỡ bao lâu rồi chứ tư? Có tiền khoảng 7-8 năm nay tạm trong 1 năm lâu có khổ và đâu có đất nguyên sao đó tầm 2 năm. Trong cái quá trình đó mình lấy là mình có tạo gì hả? Mình đặt mình quen rồi lấy đó tính là cần 400.000 đồng khác á, thì một năm ở không giải thể luôn mình ở lấy chung đi này qua nè lấy cũng có tâm lý là có 300.000 mấy khác tháng rồi tháng ngày sát sát nhưng mà đá lâu đúng tháng rồi là 340 mấy sát lấy hết cái khung cái đệ luôn ha chú Tây, khu vực đó mà tới 600-700 nữa mình lấy phần mình lãnh có 300 mấy 360 à, còn như mấy người kia rồi sau rồi mới làm mấy người kia nó vắng độ nó mặn ngưng cứ tiêu làm thêm có thể 40-50 xác nữa. Như mình lấy như vậy là mình lãnh những cái ngôi mộ mà mộ đất khác là mộ đá thì nó bình đẳng, mình dụ mình lấy dụ như lãnh khu vực gì đó nội như là thì như bình đẳng nha, cứ như là cái mã đất thì nó đào lâu hơn cái mã đá trồng đầu bị khỏi ngang đây là sâu lắm, mã đá đào thì có 2-3 lưỡi đen ngang không nó đào nhanh hơn 2-3 lưỡi đào một lưỡi đen lòng tao nắm lô gà. Trong quá trình đó mình lấy cái ngôi mộ đó là ví dụ từ lúc mà mình đặt chân lại đó mình làm là tới bao lâu, thời gian bao lâu mới xong được cái mộ? Thì một tiếng cái mộ, tiếng đắp là mấy người chứ? Thì lính tôi cũng ngay tới 8-9 thằng đó. Một ngày có được mấy bắn nữa, nhưng mà một đường khó mấy mấy bắn mấy phan. Phan từ mình đắp phan bởi, phan gõ mình đập mình đi lôi ra, lên cái sách quách của người ta. 8-9 giờ rồi mình làm 1 tiếng hồ ha. Tiếng hồ à. Chú Tư cho con hỏi rồi, chú Tư vào ngày bốc mộ là làm bao nhiêu năm rồi chú Tư? Chúng tôi làm ngày bốc mộ này cũng khoảng 30 mấy năm rồi. Lúc tôi làm là 30 tuổi, giờ tôi là 67 tuổi. Okay. Lúc mà đầu tiên tôi vô là tiêu, tôi tiêu. Yeah. Tiêu ma, tiêu gọi chú đò. Tiêu cũng cả năm sau này, 6-7 năm. Tiêu ma nhầm cái cũng nghe nhầm cái, bởi vì không biết là cái vô mà tiêu đấy chụp sống ra ngoài thì lúc mà tôi đi bảy núi đấy mà chú tôi tiêu tôi vô tôi nói trời ông làm thế này nãy giờ ông có chở mình không chở ông nói đây họ nhảy ra ngoài thấy mò thấy sáng giữa nhảy ngoài một kho gì luôn chết nhảy ngoài chứ tiêu đốt cái găng á mình nó phải cho nó nằm sấp mình lên cái củi mình đè bự lên đè chứ phải nghiêng ngờ chút mà không nghiêng sống không ngồi ngất gì nè nhảy luôn hả chú, nhảy ra ngoài ngồi còn đang nhảy ra đó đó 3-4 ông ngồi bởi vì người dân tôi nói đẹp lúc đó là lo nhậu chỗ đông nhậu cái chừng nãy giờ ông có chở bộ không cái chú tôi nói mình quên chết mà ông ngồi đi kìa tôi nói sáng lửa ông ra đi rồi đây là chủ nhà tay ra thì chủ chết luôn nghe nói gồm gợn rồi chú thì bắt đầu tôi nói rồi ra là ngồi ngóc ngoài đó nói mà con nói ấp rồi gồm gợn nhảy ra ngoài luôn à người ta mạnh dữ lắm thay vì tôi nói nghe còn có người mình vụ gì mà nằm gì thôi ăn nếu mà không phải chở gì nè nó còn nó không có nó nhảy mà mình để gì giật dàn văng ra lưng văng khoảng tầm đất đó mắc lấy cây mình dặn lại hết nó có mắc ôm vô đốt lại chắc củi đốt lại trời ơi khi vô lại mắc ôm vô là đốt chắc củi đốt lại khi vô và để lại chắc củi lại dạ để đốt mộ luôn lại lúc trước chú Tư làm bên cái ngày thiêu này là cũng có thời gian cũng lâu hả chú Tư 7-8 năm mà 8 năm rồi cái duyên gì mà mới đưa chúng tôi qua làm cái ngày bốc mộ này chú Tinh thì mới trong xóm này nè rồi cái bốc mộ này mới tôi
táng mấy người kia mới thôi ra đi bốc mộ đi, qua bốc mộ thời gian làm bắt đầu mới hết đây. Nhưng ngày trước khi lấy ông phải giấy cúng đất đai, trước khi đất đai ví dụ như là làm sự độ hay sự độ gì đấy, hay như bánh chị theo mình cần cái mình cần chữa bánh với mình trà đất đai bánh trà đấy, mình cũng cúng người ta cúng thì cũng đất ra trước rồi mình mới dám bốc ra luôn giấy cúng chứ không có đốt nhà không giấy không làm được. Thế nào đi lấy đâu thì phải có chữa bánh. Có cái trường hợp nào mà làm cho chứng tư sợ không chứ mình? Không, quen rồi. Có khi giáng hồn tôi đem về bó bó nhận người xin sư ở chùa ai đã kiếm sinh cho là bó bó nhận nhận hồn chị so. So như thằng quái chị gần cái giáng hồn á. Bố tán lại thân cho chị gần. Phải bệnh được cho biết làm lén tán là tha vô hết. Cái thời gian mà chú bốc mộ đó chú, mà chú nói lúc trước đó có cái con lương với là cái mộ sao mà có hả chú? Cái mộ lâu năm á ở Gò hai vị đâu ngập hết trơn đó, cái lỗ quán này bị cái trời đó nó ngập thì nó mới ở dựa đó luôn, nó dựa ở dưới đáy á. Tình đào trước khi chẳng ngách thôi, nó giọt chứ nó dưới hầm bữa đó mình có cái Gò cái gì khu vực 578 năm đó là ai đâu cũng ngập trơn á. Cái Gò đó cũng ngập trong dừa đó, khi lương ngựa rắn nữa. Có khi đào, khi có cá hổ hành đó, con ngựa người ta nói thôi mấy đó cho ta xin lợi, mấy chủ nhà đó. Có khi ông đào ngay giữa hòm có con rắn nó khoanh tròn, ngay giữa hòm luôn, rắn dột cá một lớn vậy nè. Là nó nằm ở trong cái hòm luôn hả chú? Trong cái hòm luôn, cái mã đất nó ngay cho mã đá. Nó nằm tôi đào, mới đào lớp mặt, đào xong khoảng chừng nó có dài sau cũng như gặp nó phanh tổn nhưng cái mặt đất dột rớt sao nở nó ăn gì nó hay chứ nó đào thấy cũng như là con rắn nó khoảng 2 kg là gắn gì chú? Gắn vô cá. Vô cá đào rồi cái tính đem về hầm ăn cái người ta nó cho ta xin là xin là mà nó bị khô là rắn nó cắn rắn nó chịch ngang cũng thả mà cũng ngang qua là nó tát con người nó nhảy khỏi nó cho cá phanh vậy theo mà gắn nó lẹ lắm, ông mà nhảy qua luôn mà tát ông được không bao khỏi đâu, ông nhảy ngang nó nổi, mà gắn công nhận nó khi chủ người ta xin nó hiền khô, nó bốc xong nó hiền nhưng lương nó hiền khô rồi chủ nhà ta mới đem đi chùa, ta phóng sanh bây giờ ở chùa ngoài đầu cây mà cái chùa có chùa phải gắn thả ông luôn, có bà có quỳ có gắn có chú. Tôi cho con hỏi là cái có khi nào cái ca nào mà chú móc mà nó còn thật đấy chú ta? Còn chắc còn cái như lấy ông Tám và bà Tám với ông Út Mông mà hen bởi vì chôn mới có 5 năm còn bắt đầu đâu có ổng tôi biểu thôi bây giờ như vậy thôi giờ đem đi chùa đi hai ông Út này với bà Tám thôi đem đi chùa đi Út lại không ông nói thôi giờ ông chỏi với chùa ông biểu cũ lóc bắt đầu moi lên cho nó chết để mẹ còn nguyên si hỏi ông lá là ông đó bị té xe đó mày lá mấy cài lật đó để còn nguyên luôn còn bắt đầu mới lóc cái bao nhiêu năm mà còn nguyên thịt đó chú tôi đó là 4 năm còn thịt sao chú tôi còn nguyên luôn à bị mà ông chết cái đầu bị còi chì đó nguyên si à rồi cái mấy ông đem ra mát đâu có được cái mát không khi nào lóc thịt được mới lưỡng hái mua là hái mới bẻ ra mới lóc mới được chỉ có cái lưỡng hái thôi chứ cái mát đút vô bén cái nào mát ông cạo râu bén cái nào hay là cả nào đút vô cái dội vậy là chú Tư lóc luôn ha ai lóc tôi lóc luôn lóc cả thúng dê thịt vậy đó. Ồ, cái người lóc. Nó chết không phân quỷ hay chú hả cái người nó chết không phân quỷ thì chú lóc không. Thì còn nguyên đó là ông này ông ác luôn lắm bởi vì ông thầy tôi giờ đó học cái vụ nghề này ông dẫn tôi vô làm với ông mình lính ổng bởi vì vợ ổng với con ổng tôi phải làm chứ người dân tôi đâu có làm trời ơi làm cực cái lắm ngôi mà điều nó ngay quá trời nó có hai người có thằng lính kia kèm tôi nó lóc lồi đàng hoàng mới bờ lên mới đem ra sau hè đào sâu khoảng chừng lớp đem chắc củi mộ chứ để 4 cái chuối để lên đốt cỡ 2 tiếng hồ mới có rồi 2 xác luôn đốt đồ của nhà có đem ra đốt cái gian nam cực có một cái giai đoạn dữ lắm khi vuốt xu hoài có hoài luôn
là mình làm mấy chục năm là có cái ca đó là ấy đó hả chú Linh? Có hoài, năm nào cũng có đó, nó ngay 5-6 xác, 7-8 xác phiên trục có. Rồi có khi đặt ở trong cái nhà đó, nó chết ông biết không, nó bị xe đụng mà 12 năm còn viên si luôn. Viên si bắt buộc là đâu có, mình thấy mười mấy năm cái hàng về, cái hàng dày ở bên thành phố chuyển về bị người ta, bị người ta lo lúc bò chị ông nguyên si luôn, bắt buộc phải đánh đầu lắp, lúc ra giờ, giờ bất ngờ thôi giờ, lắp ra rồi xong rồi mới đốt tại đó, kê đốt rồi mới vô cái quách cho nó phục nguyên. Chú Tư cho con hỏi rồi, cái thời gian bao lâu mới là gã hết thịt chú Tư? Tùy theo mà điều đó, thực tế cái xu thì nó ngay mình không bó cái xu đó hen, khoảng 5-6 năm mà hết rồi, không bó cái xu nghe, giờ thờ giờ quán cái xu không. Su thì 10-7-8 năm cũng còn luôn, còn quán cao su rồi để làm gì chú Tư? Thì ta liệm nó, ta sợ nó nước vàng này ra để trả cho một cái tao ở cọ rồi thấm dòng đi đám 180 người ta su, quán su, ta sợ cái nước trong cái đó chảy ra, bỏ ra. Hồi xưa thì ta gói lá đót với lá mà tấm cà rè mà xưa nghe. Tao ấy trong cà đèn không nè, thì lá đó đừng có hỏi có là lót cái xu xưa đâu mà cái xu bây giờ thờ bây giờ có xu mà bắt là năm bó cái xu là năm bắt đầu năm 80 là năm từ năm 70 mấy trở lên có xu, áo mình có bận chiếc tua quần áo không có, thì lính thì có một cái bộ đồ du kích xã công an có một bộ một, không có quần áo luôn, gia đình không có áo nữa, mặc áo mình tặng bao cát không à. Cái thợ nhà mới có cái xu. Cái chú tôi cho hỏi mình làm cái nghề này á, mình có học cái bùa ngải gì để phòng người mình không chú? Có chứ có. Chú tôi còn đó có thầy. Có thầy chỉ mình dạy. Cũng học chứ bị ổng học lúc đó ổng chỏi giúp sư cả này nè, theo hai đó đem vô hai lò thôi, theo tôi đem rồi bắt đầu cái hàng đó rồi mình lôi mối ra, cái bắt đầu mình thấy hỏng hàng mình lấy cái chiếu á mền quấn lại. Quán gì mua ống cao su đồng thòn vô rồi bắt đầu khiêng đi được rồi, ống chịu, ống đem đi chùa bắt tôi chơi với sao hè ống luôn. Nhầm cái nó khó lắm, nhầm cái mình mới, mình biết mới rồi đó, có khi lầm nữa, có khi mình tính là 5-10 năm còn nguyên si rồi, rồi là mình thấy cao su, có khi trên gò đấy là mà không bó cao su là phải còn, còn mình chút xíu nó mới rã hơi mất chuốt, đổ rượu vô chuốt. Mắc đổ rượu rồi vuốt vuốt ừ. Cũng còn nếu người ta có tiền thì đổ rượu, còn không có mình rửa nước lạnh á, tội thu rửa khoảng chừng mình tính cái can nó từ giá 100 lít rồi nó vụ đi vuốt mình đó xong người ta mới chế rượu thôi, thôi bây giờ để rửa nước cho rồi, nó vuốt cho rồi đàng hoàng đi bắt đầu mới đổ rượu mới vuốt được hơi hơi xương nó vô vậy. Nó còn ốc còn mình chấp chút ra để thầm vô cái quách đó sao mình thúi à, còn ốc là mình chút ra luôn, chút ra trơn à, chút mà theo như những người anh em mà mới vô nghề đó có dám làm mấy cái chuyện như chú gì không? Mấy đây sớm không ai vào, nó nguyên cái khu vực không ai lắm, nó mày cái mới nó không có làm, nó chỉ cái cũ ví dụ như 20-30 năm mấy 20 năm nó làm được à. Còn cái vụ mới quá nó không có làm dám. Đấy nói là tôi nhưng mà tôi có thằng lính kia vậy là nói chú là lão lạng lão luyện ở trong nhà rồi nghe, mấy dạng cái nào mới gì? Tôi đuổi mới là rồi xong rồi giọt đuổi đi mà thấy ông này nè, ông thấy vậy ông khóc khùng luôn, tới đi làm tôi có 2 năm vậy ông khùng, tôi nói đừng có cãi ông ở, ông mới đừng có lợi, thấy cái mặt dần dần rồi biêu tôi bệnh cái nó té bật ngửa, nó bị đứt cái nút áo, nó bệnh áo rồi nó bệnh ra đó, nắm ngang nắm lôi ra, nó nắm lôi ra đó, lôi ra nó cứ ngắt nó nổ vô cái hàng, lúc đó mình liệm nó em cũng cứ ngắt rồi phải không, rồi nó chết nó bung cứ ngắt nắm giật cái tầng ngay giật con té chới giới luôn đó, rồi mới lột ra cái mặt dần dần à, mới đầu mình rửa rượu lại. Chú Tư cho con hỏi cái này cho nó rõ hơn chú Tư, khi mình đào xuống cái quan tài đào bên hông á chú Tư, dạ, rồi mình mới đục vô trong, dạ, là khi mình đục vô trong nó có cái hơi dữ dằn không chú Tư? Hơi chứ không hơi, thay vì mình đào ví dụ cái hàng ví dụ gì nè, cái hàng gì mình đào cũng như gai vậy nè, đào bề ngang cái này ra đây sâu mấy lớp đen, cái mình đục cái hàng mà mới cái máy mình có máy cưa, bây giờ có ruộng máy cưa sắt đó, mình có lưỡi cây cưa đào rồi mới bợ lên,
chứ đập núng bị nó hai ba đập không có rồi bị gì núng nó đổ cái dĩ đây rồi mới đầm đá uống sáo quay rồi nó xây cái núng mình nó xây cái núng trên hai mà anh đập lâu lắm còn còn đào cũng không lấy luôn nó rồi cây rồi đem lên mới sắp vô người ta cái nào mới quá vuốt vậy là làm cái nghề của như chú Tư này là ít có ai mà dám làm tới cái nghề này không có ít tới sớm không có đâu có tôi nội khu vực này nguyên cái xã tôi lấy tới Vĩnh Thanh ở Bình Phú tôi lấy nhiều Bình Phú tôi tính lấy dồn dồn cũng cỡ 1,000+ xác năm nào có năm nay vuốt nè lãnh rồi tôi nói thôi ngưng để qua năm đổ luôn thế chú Tư làm như có khi nào mình có thấy cái điểm gì không chú Tư không không thấy mình cũng gian giấy thấy xô số mà đúng có mà cũng gian giấy nhà mà xô số coi cũng nói vậy nè bị trước khi mình vô làm mình gian giấy nó bây giờ ông bà tên gì kia tên bị cái bản bia có đó trời ông bà ở đây ở dơ giấy con cháu nó cũng cứ chừng đất đai đem ông bà lên ở như đúc như tượng tớ ở đây ăn dơ ở giấy lắm này kia là hôn thối đem nó sạch sẽ tắm rượu này kia ngủ này niệm này kia đàng hoàng này kia không thấy có khi nó ngay thay đi ta cho số con nhỏ nó mẹ ác thì chôn đó cái nhỏ 24 tuổi chôn mà nói ngay sàn nước ông coi con ta chôn cái nhà ngay sàn nước nhà tắm sàn nước đem nó lên không nhận nhỏ đó là cái cô gái này chết mà chôn phía sau sàn nước mày không sợ như áp ôm xài ngay sàn nước luôn rồi, không nhận linh thì gia đình mới bốc lên gia đình thấy ngay người chị nó cha mẹ nó cũng bỏ luôn mà người chị thương em đó là cái ca đó chú Tư móc tôi lấy là cái cô đó gì cho số chú Tư hay là sao thấy nó thấy là thấy sao chú Tư vụ